trường học ở Hà Nội trừ điểm thi đua của giáo viên mắc COVID-19. Mới đây, tại một trường học ở Hà Nội, thực hiện trừ điểm thi đua của giáo viên mắc COVID-19 đã khiến cho nhiều người vô cùng bức xúc, nhất là thời điểm họ phải nghỉ để chống chọi với bệnh. Cụ thể, nhiều giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, thông tin này họ nhận được ở cuộc họp hội đồng nhà trường diễn ra vào ngày 26 tháng 2. Tại đây, Chủ tịch Công đoàn nhà trường đã công bố về việc trừ thi đua đối với các trường hợp giáo viên là F0. Cụ thể, trong đợt nghỉ 7 ngày do là F0, công đoàn sẽ trừ 10 điểm thi đua. Đối với giáo viên dạy online trong thời gian này, được tính là 5 ngày. Khi có giáo viên thắc mắc thì được giải thích việc này tính theo cam kết thi đua về đảm bảo số ngày công trong đợt đại hội công nhân viên chức đầu năm mà giáo viên ký với công đoàn nhà trường. Trước câu hỏi việc trừ điểm thi đua trong bối cảnh dịch COVID-19 bất khả kháng có phải là điều quá cứng nhắc, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Văn Điển khẳng định, thực tế so với quy chế, nhà trường đã linh hoạt, trừ một cách tối thiểu nhất có thể. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có những động viên khuyến khích để cộng thêm điểm thưởng cho các thầy cô. Hiện Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thanh Trì đã nhận được phản ánh và đang xác minh sự việc.